nằm cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ khoảng 10 km. Xã Pomrot, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên là vùng đất có nhiều ưu thế về sông nước với lượng lớn phù sa màu mỡ bồi đắp mỗi năm, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. Nhiều năm trở lại đây, người dân trên địa bàn xã đã tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất rau màu theo hướng chuyên canh, cung ứng nông sản chất lượng cao cho địa phương và các vùng lân cận. Nhờ rau màu, nhiều gia đình trên địa bàn xã đã thực sự vươn lên thoát nghèo. Xã Pomrot hiện có trên 400 hộ gia đình trồng rau màu với diện tích khoảng 100 ha, trong đó có trên 20 ha diện tích tập trung tại khu vực đầu cầu Bán Đậm thuộc bản Pomrot và các thôn 4, 5, 6. Vụ trồng rau bắt đầu từ tháng 7 năm trước và kéo dài đến tháng 3, tháng 4 năm sau với các loại rau được trồng chủ yếu như bắp cải, su hào, cà chua, đỗ, cà pháo, súp lơ. Nhờ đó, thu nhập bình quân từ trồng rau của mỗi hộ gia đình đều khá ổn định, từ 30 đến 40 triệu đồng trên năm. Theo số liệu thống kê của xã, trong 3 năm qua đã có trên 150 hộ thoát nghèo nhờ sản xuất rau màu. Kể từ khi đường điện lưới quốc gia được kéo về đây, người dân cũng đã có thêm nhiều điều kiện để sử dụng các công cụ hỗ trợ điều chỉnh lượng nước tưới cho rau màu. Nhờ luôn được cung ứng nước tưới, rau màu phát triển ngày càng đồng đều, cho năng suất và chất lượng ngày càng cao. Khi hết vụ sau, đất sẽ được luân canh để trồng ngô, đậu tương và một số loại cây trồng khác để phục vụ chăn nuôi tăng thu nhập. Nhờ có lượng phù sa màu mỡ của suối Nậm Núa thường xuyên bồi đắp, nên người dân gần như có thể phát triển sản xuất quanh năm, mỗi năm từ 2 đến 3 vụ rau màu. Dải đất này đã thực sự trở thành nguồn thu chủ yếu của người dân xã Pomrot và là nơi cung cấp rau chính cho vùng lòng chảo Điện Biên cũng như các huyện miền núi trên toàn tỉnh. Một năm trồng trên diện tích đó từ 3 đến 4 vụ nên là mức độ thu nhập là của đời sống của nhân dân mỗi ngày nâng lên. Bây giờ như khu vực chúng tôi đấy là 99% là nhà xây mái bằng 1 tầng và 2 tầng. Đấy, nên là từ chỗ là có đồng tiền mà xây dựng củng cố kiến thiết cuộc sống rồi trong nhà này thì có những cái phương tiện, ví dụ như là này, xe máy này, ví dụ như ô tô này, ví dụ công nông này, thế rồi là như là tivi này, đấy, thế rồi còn nhiều những cái phương tiện để phục vụ trong cuộc sống sinh hoạt và gì phục vụ trong lao động sản xuất nữa. Với hơn 2.000 mét vuông cà pháo, gia đình ông Lường Văn Tín, bản Pomrot, xã Pomrot, huyện Điện Biên đã tạo việc làm cho nhiều nhân công lao động khác trên địa bàn xã. Do đang vào cao điểm thu hoạch nên các nhân công thuê hái trở nên vất vả hơn bình thường. Năm nay, chất lượng cà được đánh giá là sai và đều hơn so với mọi năm. Theo bà con nông dân ở đây cho biết, do năm ngoái cà pháo được giá nên năm nay người dân trồng nhiều loại cây này, giá cà pháo năm nay cũng khá cao, thương lái mua đổ ngay tại vườn từ 15 đến 17 nghìn đồng một cân. Ước tính sau thu hoạch, vụ cà sẽ giúp gia đình anh Tín thu về cả chục triệu đồng. Mỗi ngày là nhà chủ trả cho mỗi công là 150 trên ngày. Mỗi ngày chắc là cũng phải được. Vừa nãy là nói là nửa công thôi. Đi hái được mỗi người một cái 80 trên một tạ, 100 cân nửa công, cả ngày chắc là hai tạ. Ông Nguyễn Văn Đẩu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Pomrot cho biết, nghề trồng rau màu từ xã đã có từ lâu, trước nhu cầu ngày một tăng của người dân trong vùng lòng chảo, đặc biệt là sức tiêu thụ của địa bàn thành phố Điện Biên Phủ lớn, nên xã khuyến khích người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang trồng rau. Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong sản xuất, gieo trồng phù hợp với nhu cầu của thị trường tiêu thụ, mà đến nay đời sống của bà con trong xã đã khá hơn nhiều, diện mạo bản làng ngày một đổi thay. Chúng tôi cũng mong muốn cấp huyện và tỉnh, đặc biệt là chỗ Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đấy, thì có những cái chương trình dự án nào ấy thì đầu tư xuống xã Pomrot chúng tôi để phát triển cái khu vực rau sạch của địa bàn xã Pomrot để cung cấp cho thành phố Điện Biên Phủ và nhu cầu của những người dân được sử dụng cái rau sạch. Thì hiện nay chúng tôi có rất lợi thế là khu vực cái đầu cầu Bán Đậm ấy là toàn bộ cỡ khoảng diện tích khoảng 15 đến 20 ha. Nếu như được đầu tư vào cái chương trình làm rau sạch có thương hiệu ở đấy thì chúng tôi sẵn sàng là cái đất 5% ấy và đất của hộ dân sẽ đưa vào đấy thành cái quy hoạch thành cái khu vực trồng rau sạch để phục vụ cho thị trường. Những năm qua, với nguồn thu nhập ổn định từ trồng rau, đời sống nhiều hộ dân xã Pomrot ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, vùng chuyên canh rau vẫn chủ yếu do người dân tự phát, chưa tập trung đủ các yếu tố cần thiết đảm bảo sản xuất bền vững. Bởi vậy,
người trồng rau vẫn thường gặp cảnh được mùa mất giá, được giá mất mùa. Nếu được đầu tư quy hoạch theo chương trình dự án của huyện và tỉnh, thì việc trồng rau ở Pomerode sẽ còn phát huy hiệu quả hơn nữa trong việc giúp bà con xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu.